Sáng ngày 14 tháng 9, tại hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Đa Phước, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng bán hàng kết hợp với phát triển du lịch cho tổ phụ nữ dân tộc Chăm trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, 20 hội viên phụ nữ là thành viên tổ phụ nữ may quần áo dân tộc Chăm thị trấn Đa Phước đã được nghe ông Dương Văn Định, giảng viên Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ các kiến thức cơ bản về tin học và mạng Internet, hướng dẫn kỹ thuật và những lưu ý về livestream bán hàng trên nền tảng số, giới thiệu một số phần mềm ứng dụng số trong hỗ trợ xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh, quảng bá sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm trong phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ du lịch và một số lưu ý khi phục vụ khách quốc tế. Lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức về tin học, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ dân tộc Chăm tiếp cận với công nghệ và mạng Internet để từ đó ứng dụng thương mại điện tử trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả bán hàng, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.